Chiều nay, Sở Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tài chính Việt Nam, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Hồng Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành Tài chính Nghệ An qua các thời kỳ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi lãng hoa chúc mừng. 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tài chính Việt Nam đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ huy động và bảo đảm các nguồn lực tài chính, phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với sự phát triển chung đó, ngành tài chính Nghệ An đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hoạch định nhiều chính sách tài chính quan trọng, góp phần tăng thu ngân sách, bố trí chi hợp lý, tiết kiệm, góp phần cùng địa phương vượt qua khó khăn thách thức, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường biểu dương và chúc mừng ngành tài chính Nghệ An về những thành tích rất đáng tự hào suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, ngành tài chính tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những chính sách nhằm khơi thông, phân bổ, quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội của tỉnh nhà. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, đẩy mạnh xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, đẩy mạnh xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tại lễ kỷ niệm, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phước đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Sở Tài chính Nghệ An. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quyết định tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài chính Việt Nam cho 183 cá nhân. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã trao tặng Sở Tài chính bức chướng với dòng chữ: Ngành tài chính Nghệ An, 70 năm truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển.